Hồi ký của Tôn Thất Hùng, hồi ký đời phó quận, phần 2. Thiếu tá hội đồng tỉnh 3 lần thương thuyết không thành. Trung tá tham mưu trưởng tiểu khu lên trực thăng về tỉnh. Ngày hôm sau khoảng 10 giờ sáng, trung tá tham mưu trưởng tiểu khu đáp trực thăng xuống hỏi thăm tình hình rồi lại trở về tỉnh. Buổi chiều, đại úy chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia quận ra xã. Ông ta đề nghị dùng biện pháp mạnh. Bên cạnh người viết luôn luôn có thiếu tá chỉ huy phó cảnh sát quốc gia tỉnh và thiếu tá hội đồng tỉnh. Trở về văn phòng quận, tiếp hai đại diện tổng đoàn bảo an. Lúc này họ đã biết thế nào là lễ độ. Hai đại diện cúi đầu chào và xin quận được nghe tiếng nói của đại tá tỉnh trưởng Phong Vinh để làm tin. Quận cho phép họ vào tổng đài truyền tin, đích thân trình ý nguyện của tổng đoàn bảo an lên đại tá tỉnh trưởng. Vài phút sau, họ đã được nghe tiếng nói rõ ràng của ông. Giao cho quận giải quyết. Sáng sớm ngày 27 tháng Chạp, quận cho lệnh xã mời tất cả các gia đình có thân nhân mang súng đạn gia nhập tổng đoàn bảo an lên cuộc cảnh sát xã, xã trưởng, chủ tịch hội đồng xã đọc lời kêu gọi, giải thích, phân phát lời kêu gọi và yêu cầu gia đình viết thư kèm theo lời kêu gọi mang thư đến bản doanh tổng đoàn bảo an, giao tận tay các đoàn viên nhân dân tự vệ. Chờ đến 4 giờ chiều không thấy có kết quả, thiếu tá chỉ huy phó cảnh sát quốc gia tỉnh xin cáo từ. Vì được tin là tổng đoàn bảo an sẽ bắt giữ ông nên thiếu tá hội đồng tỉnh đã tuyên bố là sẽ không trở lại. Trở về quận dự tiệc tất niên với văn phòng quận và xã thị trấn. Lúc 5 giờ chiều, trưởng cục cảnh sát xin lệnh quận để cho phép các gia đình được về nhà. Theo luật thì không được phép giữ quá 24 giờ. Sau 3 ngày thương thuyết kêu gọi không có kết quả, các trung tá, thiếu tá đều cáo từ về tỉnh. Súng đạn vẫn chưa thâu hồi lại được. Nỗi lo âu của dân chúng càng gia tăng, chỉ còn lại một mình. Người viết cùng ban nhân dân tự vệ đi thăm các trạm nhân dân tự vệ như thường lệ và về sớm hơn mọi khi. Lời kêu gọi với lượng khoan hồng đạt được kết quả. Sáng ngày 28 tháng Chạp, lúc 8 giờ, cùng với trưởng chi dân vận chiêu hồi, ban nội an tư pháp, trung úy Hỷ, trung tâm trưởng điều hợp Bình Định phát triển, ban nhân dân tự vệ mang theo sổ sự vụ lệnh, ấn tín, giao cho thượng sĩ Đại, lớn tuổi, ban nhân dân tự vệ quản thủ, lên ghe máy ra xã Thạnh Phú, cử trung úy trung tâm trưởng Bình Định phát triển làm thư ký. Tất cả mọi diễn biến, sự kiện, các khẩu lệnh được ban ra, các cấp thi hành như thế nào, phải được ghi lại rõ ràng, chi tiết, thời gian, địa điểm để làm bằng chứng báo cáo sau này. Vào công đường xã, chủ tịch hội đồng xã đã lớn tiếng phản đối lệnh mời gia đình nhân dân tự vệ. Quận đã trả lời, sẽ không có lần thứ hai. Lần sau, nếu có, quận sẽ ký sự vụ lệnh, cử ông và các hội viên hội đồng xã ra bản doanh, tổng đoàn bảo an bằng mọi cách mang súng trở về. Xã trưởng báo cho hay là lời kêu gọi và gia đình tiếp tay đã có kết quả phần nào. Cuối năm nắng vàng, tiết xuân đầm ấm, gió xuân thoang thoảng đưa, hương trăm hoa đang khoe sắc, hương thanh bình trong im vắng. Quận cho mở cuộc họp, gồm đủ các viên chức cấp xã cùng hai trung đội trưởng cảnh sát giã chiến, chánh hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo quận. Tất cả đều đồng ý, giải pháp hay nhất vẫn là kêu gọi và chờ đợi. Cấp thời, quận yêu cầu trưởng chi dân vận và chiêu hồi đi cùng với hội đồng xã đến gia đình nhân dân tự vệ làm công tác dân vận. Vị này đã không tuân hành. Ngày hôm sau, tỉnh đã vội cử ngay vị phó ty dân vận và chiêu hồi về Thuận Trung thay thế. Khoảng 10 giờ sáng, có sứ giả của Tổng đoàn Bảo an xin vào gặp xã trưởng và chủ tịch hội đồng xã. Khoảng 11 giờ trưa, quá mệt mỏi, người viết vào văn phòng xã ngả lưng trên bàn giấy nghỉ trưa. Đang ngon giấc, bỗng nghe tiếng chân rón rén. Người viết mở mắt thì anh Nghĩa Quân đến báo. Tụi em trưa tối nằm trên bàn này là ngủ ngay, rất ngon, rồi trước sau gì cũng bị hất văng xuống đất. Người viết hỏi, sao vậy? Thần hoàng xã hất ngã, ông phó không bị hất xuống đất cũng là quá lạ.
An Nghĩa Quân cho biết, thần Hoàng Xã được sắc phong thần của triều đình nhà Nguyễn ngoài Huế nên rất linh ứng. Nhờ anh ta ra quán cóc của bà chủ tịch hội đồng xã mua mấy nén nhang, tự tay thắp ba nén nhang, người viết vái rằng: "Tôi vì dân ông làm loạn mà ra đây, ông được sắc phong của dòng họ nhà tôi thì hãy vỗ an dân lành, tránh nạn can qua. Gần cuối năm rồi, ông thương dân giúp tôi dẹp loạn cho bá tánh được ăn Tết bình an." Bước ra khỏi công đường xã, chiều gần cuối năm thật đẹp, đầy nắng vàng, hoa xuân nở khắp nơi, quang cảnh thanh bình yên tĩnh, tiếng chuông chùa thanh thản từ xa vọng lại. Nhưng nỗi lo âu bao trùm lên tất cả. Dân chúng bỏ đi thật xa lánh nạn, các giới chức xã, quận đều quá mệt mỏi, cố tìm nơi mát để ngả lưng. Trong thâm tâm tất cả mọi người, không mấy ai tin tưởng là loạn sẽ yên, súng đạn sẽ được giao nạp cho chính quyền trước Tết. Hai giới chức cao cấp trung tá trung đoàn trưởng là đàn anh trong Phật giáo Hòa Hảo, đã từng làm quận trưởng nhiều năm, được đại tá tỉnh trưởng ủy quyền để hòa giải cũng bất thành. Thiếu tá hội đồng tỉnh đã từng làm quận trưởng gần 7 năm, đã đi lại kêu gọi cũng không có kết quả. Nay ông phó người Huế, công giáo, thực quyền không có, thì làm sao có đủ uy tín để vãn hồi an ninh trật tự được. Nay các giới chức cấp tỉnh không đến nữa, thì cứ hiểu ngầm là viên phó quận xử lý thường vụ quận trưởng này đã thất bại trước mắt. Càng suy nghĩ, càng bế tắc, chỉ còn lại một mình gánh vác trách nhiệm an dân dẹp loạn. Nhớ đến Phật thầy Tây An và giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, người viết ngước mặt lên trời, cầu xin hai vị linh ứng, khiến cho các đoàn viên nhân dân tự vệ mang súng đạn trở về. Khoảng 2 giờ chiều, hai giới chức đầu xã vội chạy đến báo tin là Tổng đoàn Bảo an đồng ý mang súng đạn trở về, xin cho chính quyền xã, tôn giáo ra ranh tỉnh để nhận súng đạn và bảo đảm khoan hồng cho họ. Quận ký ngay sự vụ lệnh, cho số và đóng dấu tại chỗ cho xã trưởng, chủ tịch hội đồng xã, chánh hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo quận, mở cuộc họp khẩn cấp giao nhiệm vụ. 1. Xã trưởng Nguyễn Văn Hoàn, chủ tịch hội đồng xã, Trần Văn Kỷ cùng ông Ba Sù, chánh hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo, do yêu cầu của Tổng đoàn Bảo an ra ranh hai tỉnh Phong Dinh, An Giang đón người và nhận súng đạn. 2. Cuộc cảnh sát quốc gia, ban Bình Định Phát triển cùng các ban ngành ở xã ứng trực 100% bảo vệ cơ sở. 3. Hai trung đội cảnh sát dã chiến ẩn vào nhà dân, không được lộ diện. 4. Chạm gác đầu ranh tỉnh tạm thời bỏ trống. 5. Thiếu úy phân chi khu trưởng lo an ninh văn phòng xã. 6. Trung úy Đặng Hoàng Nam, ban nhân dân tự vệ cùng các hạ sĩ quan có nhiệm vụ thu nhận kiểm kê và mang vũ khí về quận. Yêu cầu chi khu Thuận Trung trình hỏa tốc thượng khẩn lên đại tá tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Phong Dinh. Trình lên quân khu 4 là không cho bất cứ phi cơ trực thăng nào bay trên không phận xã Thạnh Phú và quận Thuận Trung từ lúc 2 giờ chiều cho đến khi nào quận báo cáo giải pháp đã hoàn tất. Yêu cầu chi khu và Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia quận tuyệt đối cấm và ngăn giữ tất cả các loại quân xa, dân sự, ghe, tàu lưu thông về hướng xã Thạnh Phú từ 2 giờ chiều cho đến khi có lệnh mới. Xã dự trù khoản đãi 10 thùng bia con cọp, 10 thùng nước ngọt, 10 cây thuốc cắt tăng cùng 5 cây nước đá. Quận hỏi: "Các ông thấy thế nào?" Chủ tịch hội đồng xã trả lời: "Họ muốn về rồi." Nhưng chánh hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo thì nhìn người viết với vẻ lo âu, người viết trấn an: "Ông đi đi, còn có tôi." Mọi người vội vã đem quà xuống hai ghe máy. Người viết bảo: "Đem theo máy liên lạc và vũ khí giấu dưới lườn ghe, hiệu báo động. Nếu bất chắc thì bắn liền 3 tràng cạc bin. Quận sẽ dẫn ban nhân dân tự vệ, phân chi khu, cuộc cảnh sát quốc gia,
xã đoàn Bình Định phát triển, các trung đội nghĩa quân, hai trung đội cảnh sát giã chiến xung trận khi gặp phản trắc. Chờ cho hai chiếc ghe máy rời bến, người viết bước vội vào hầm truyền tin phân chi khu. Ở đây có người bạn cũ năm xưa cùng học với nhau ở trường tiểu học Trần Quốc Toản Huế, nay là hạ sĩ quan truyền tin. Đúng là tha hương ngộ cố tri, chỉ có chút tình học trò bạn cũ cũng đủ làm ấm lòng người đang gánh trách nhiệm. Quận bảo thiếu úy phó chi khu trưởng thảo sẵn một công điện đầy đủ, các nơi nhận số súng đạn thu hồi để chống. Phó chi khu trưởng hỏi, ông phó không sợ bị phản phé sao? Thay vì trả lời, người viết hỏi lại, thiếu úy đã cho các trung đội vào các điểm chưa? Cho chạm gác đầu ranh tỉnh bỏ trống chưa? Bước khỏi hầm chỉ huy, chắp hai tay sau lưng, bước đi thơ thẩn chờ đợi. Quang cảnh thật im vắng, hương hoa xuân thoang thoảng trong bầu không khí quá căng thẳng. Chỉ nghe tiếng chuông chùa từ xa vọng về trong hư không cô tịch. Trong một sát na đốn ngộ, tánh Phật của mình bùng nổ. Không không hư không vĩnh hằng, một niệm bình an bất diệt. Chợt nghe nổ một tràng cạc pin, quay vội lại hầm truyền tin, người viết nói anh bạn. Đừng kêu, chờ xã gọi. Quả nhiên, chừng 2 phút sau, nghe gọi. Phú Quốc, Phú Quốc, tức danh hiệu của người viết. Đây, Hồng Hà, tức danh hiệu của xã trưởng. Tôi nghe anh 5/5, có gì mà sủa vậy? Dạ, mừng quá thưa Phú Quốc. Các bạn đang nạp củi. Hồng Hà đang làm gì? Dạ, cụng ly, hút thuốc. Chừng nào thì cho ghe ra nhận củi? 1 giờ sau được không? Nhìn đồng hồ tay, lúc ấy là 3:45, chiều 28 tháng Chạp năm Giáp Dần, tức ngày 8 tháng 2 năm 1975. Liệu có cơ bị phản phé không? Nghe tiếng trả lời, thưa Phú Quốc, là không. Các ông là công đầu đó Hồng Hà, nếu có biến thì sủa 3 tràng. 1 giờ sau, quận cho ban nhân dân tự vệ ra ranh tỉnh nhận súng. Súng đạn mang về đếm được 146 khẩu đủ loại, cùng đầy đủ cấp số đạn. Như vậy là vượt quá 6 khẩu. Chỉ thị ban nhân dân tự vệ đưa về kho vũ khí quận chờ tái võ trang. Các sĩ quan, ban, chi đều xin về trước. Khoảng 7 giờ tối, ngồi lại một mình trong quán cóc. Từ xa đã nghe nhiều bước chân tấp nập, nhộn nhịp. Rồi sau đó, nào là cờ, biểu ngữ, phù hiệu, khăn nón và đồng phục tổng đoàn bảo an, màu đen, lớp lớp đông đảo bước ngang qua quán. Lòng người viết mừng vô hạn, tránh được nạn can qua, đồng bào xã ấp được hưởng an lành đón xuân. Chợt xã trưởng đưa hai người cùng vào quán, từ xa người viết đã ra dấu đừng quan cắt. Đứng dậy mời ngồi, xã trưởng hỏi hai người, có biết là ai không? Hai người này cứ ngơ ngơ ngác nhìn nhau, lúc ấy xã trưởng mới giới thiệu. Đây là người đã ký tên trong lời kêu gọi đó. Uống với thủ lãnh tổng đoàn bảo an, xã trưởng một ly chào đón người về. Còn nhiệm vụ người viết phải về ngay. Trong đêm, quận đã gửi báo cáo là giải pháp đã hoàn tất cùng số súng đạn mang về. Trình xin đại tá tỉnh trưởng trả tự do cho các người liên hệ như đã hứa. Yêu cầu chi dân vận đọc thông cáo về việc thu hồi súng đạn. An ninh trật tự đã được vãn hồi, phát thanh trên toàn quận hạt. Ngày hôm sau, ngày 29 tháng Chạp, lúc 10 giờ sáng, trực thăng đưa phái đoàn đại tá đặc trách nhân dân tự vệ quân khu 4 đến văn phòng quận Thuận Trung. Ngoài đại tá, còn có nguyên trung tá quận trưởng mới rời quận đầu tháng 10 năm 1974. Trong phòng họp của Bộ Chỉ huy Chi khu, trước sự hiện diện đông đủ của các sĩ quan, các chi, các ban, nhân viên xã, ấp, toàn quận, quận đã thuyết trình cho phái đoàn về diễn tiến nội vụ, các giải pháp đã áp dụng và kết quả. Đêm đến, phái đoàn nghỉ đêm ở dinh quận trưởng, đại tá, trung tá và phái đoàn
đã nói chuyện cùng với xã trưởng, chủ tịch hội đồng xã cùng các viên chức xã, ấp và chờ báo cáo của quận về việc thu hồi súng đạn, vãn hồi an ninh trật tự ở xã Thạnh Phú. Sáng sớm ngày 30 Tết, sau khi đưa phái đoàn đại tá đặc trách nhân dân tự vệ quân khu 4 lên trực thăng về lại quân khu, người viết đi ghe máy 25 km đường thủy ra liên tỉnh lộ rồi lên xe đò về tỉnh. Sau khi trao tận tay tờ tường trình và báo cáo về việc thu hồi súng đạn cho phòng công văn, người viết đã được gặp anh phó tỉnh. Anh rất vui mừng là người viết đã hoàn thành được nhiệm vụ, đã không phụ lòng tín nhiệm khi anh đề cử người viết vào giải pháp này. Đàn em đã cảm ơn anh về sự tin cậy và nâng đỡ của đàn anh đối với đàn em. Anh bảo đại tá tỉnh trưởng muốn gặp người viết. Khoảng 11 giờ trưa, được đại tá tỉnh trưởng tiếp, ông bắt tay niềm nở, cảm ơn đại tá đã ủy thác cho người viết quyền hành chánh. Giờ sổ tay trình bày các nguyên nhân đưa đến sự thất bại của các người đã đứng ra hòa giải. Ông lắng nghe và ngợi khen là người viết đã kiên nhẫn và cuối cùng đã vãn hồi được an ninh trật tự. Trở về lại quận, người viết tiếp hai ông bà thiếu tá xử lý thường vụ chi khu trưởng sang chúc Tết, an ninh mới được vãn hồi, quận ra thông cáo. Tuyệt đối cấm nổ súng trên toàn quận hạt trong đêm giao thừa. Suốt đêm giao thừa cho đến sáng mồng một Tết, ta cũng như địch, không nghe nổ một phát súng nào. Dự lễ chào cờ đầu năm Ất Mão, trong phần hiểu thị, quận đã cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ giữa quân dân cán chính các cấp. Kết quả đã vãn hồi được an ninh trật tự, cho đồng bào được an hưởng mùa xuân mới. Sau đó, quận đã trao bằng khen thưởng cho chánh hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo quận, các sĩ quan, xã trưởng, chủ tịch hội đồng xã, các viên chức xã Thạnh Phú đã có công, ký quyết định bổ nhiệm 3 phó trưởng ấp an ninh 3 ấp gần tỉnh bạn, đồng thời giải nhiệm 3 vị cũ. Sau đó đã đến nhà thờ, chùa, đình thần, xã thị trấn để cầu quốc thái dân an, người viết đã khấn nguyện. Cầu xin Thượng Đế ơn trên cho năm này đất nước được hòa bình, sinh mệnh có ra sao cũng được. Trở lại nhà tiếp phái đoàn đại diện các tôn giáo đến chúc Tết, trong khung cảnh không có đủ bàn ghế, không trang hoàng và tất cả mọi người đều đứng. 10 ngày sau, thể theo kiến nghị của hội đồng xã thị trấn, cùng các thân hào, nhân sĩ và các bậc lão thần quận đã ký ban sắc phong thần hoàng cho một trung thần đã hy sinh vì ngăn địch hơn 10 năm trước. Lý do, các thần hoàng trước đây do triều đình Huế ban sắc phong mới có giá trị và linh ứng. Nay người viết là dòng dõi hoàng tộc triều đình Huế, đốc sự hạng nhì, đương nhiệm quận trưởng, thì ký ban sắc phong thần cũng có giá trị như vậy. Thường xuyên cho họp ủy ban an ninh quận, các nghi can không đủ bằng chứng đều được cho trả tự do ngay. Mỗi lúc xuống các xã, quận, vào thăm các nơi tạm giữ nghi can, xem xét điều kiện sinh sống và xem họ có được đối xử tử tế hay không. Xã trưởng và hội đồng xã thường có nhiều mối bất đồng. Nhân các lễ cúng đình, thượng điền, hạ điền, quận thường tìm mọi cách dàn xếp hòa giải, giúp cho chính quyền xã vững mạnh thêm. Các sòng bài bạc dần dần bị đóng cửa. Đích thân quận và chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia quận cùng với trưởng ban bài trừ tệ nạn xã hội hành quân bắt giữ các chủ sòng bạc, lập biên bản cảnh cáo. Nhóm thương phê binh quận nhiều lần muốn chiếm đất công, khi nhận được thư mời nói chuyện, họ đều tự động ngưng lại. Thiếu tá nghị viên hội đồng tỉnh về sau này, đang từ thái độ đàn ăn kẻ cả, nay chuyển sang thù oán cá nhân, tìm mọi cách hãm hại người viết, nói xấu người viết với viên thiếu tá tân quận trưởng, tạo mối ác cảm bất đồng trong quan hệ làm việc. Đầu tháng 4 năm 1975, trực thăng đưa anh phó tỉnh trưởng và trung tá tham mưu trưởng tiểu khu xuống. Anh phó tỉnh đã chủ tọa lễ nhậm chức tân quận trưởng kiêm chi khu trưởng Thuận Trung cho vị thiếu tá trong phòng thuyết trình của bộ chỉ huy chi khu. Gia đình thất tán, mẹ già không biết ở nơi đâu, các tỉnh miền Trung và cao nguyên đều thất thủ,
người viết lại về Sài Gòn, ra Phú Quốc để tìm mẹ và anh chị em. Nhận định từ kết quả thực tiễn qua trường hợp hành chánh điển hình này, cựu sinh viên quốc gia hành chánh đã rút ra được một bài học sau đây. Viên chức hành chánh quản lý là con cá vàng trong chậu thủy tinh, như lời giáo sư Trần Ngọc Pháp đã dạy, phải sống thanh liêm, phải làm gương mẫu, phải có đạo đức thì được đức trọng quỹ thần theo phò tá. Thượng chánh thì làm sao mà hạ loạn được? Nêu cao được chính nghĩa quốc gia, giữ vững tôn ti trật tự, bảo đảm an lành cho dân, tạo được niềm tin của tuyệt đại đa số quần chúng vào chính quyền thì nhân tâm cũng phục. Khi đã được lòng dân rồi thì quốc sách phòng thủ chống cộng chắc chắn sẽ thành công. Phần kết luận, mãi cho đến bây giờ, người viết cũng không hiểu là tại sao mình được cử xử lý thường vụ một thời gian lâu tới 6 tháng như vậy. Xin cảm ơn Thủ tướng, Tư lệnh vùng 4, Đại tá tỉnh trưởng, Anh phó tỉnh trưởng tỉnh Phong Vinh đã ủy thác cho người viết quyền hành chánh. Đây là một trường hợp hành chánh điển hình hiếm có trong một chính quyền từ trung ương cho đến địa phương hoàn toàn là quân sự, do thực tế của hoàn cảnh đã ủy thác cho một cựu sinh viên quốc gia hành chánh quyền hành chánh. Người viết đã không làm hộ danh cho Học viện Quốc gia hành chánh, không làm phụ lòng quý thầy cô dạy dỗ, đã bảo vệ được danh dự và uy tín cho tập thể 2.500 cựu sinh viên quốc gia hành chánh lưu lại trong lòng tất cả quân dân cán chính một quận ở miền Tây, chút huyền thoại về một mẫu người hành chánh chính danh chính vị. Đây cũng là một trường hợp điển hình vô giá cho các sĩ quan cấp tướng độc quyền lãnh đạo miền Nam được biết là trong lịch sử Việt Nam ta, kể từ thời lập quốc và đặc biệt từ thời nhà Trần cho đến đệ nhị Cộng Hòa, các viên chức hành chánh quản trị phải được trải qua các giai đoạn. Thứ nhất, bằng các đề tài thi tuyển, chọn đúng người có năng khiếu bẩm sinh, các khóa sau cùng ban đốc sự đã có số, dự tuyển 5.000 người, chọn 100, tức là 100 trên 5.000. Phần đông, những cá nhân có năng khiếu bẩm sinh về quản lý việc nước thường lấy lý tưởng phục vụ quốc gia làm đầu và sống rất thanh liêm chính trực để không hổ danh là kẻ sĩ trong thời loạn. 2. Được giáo dục có học trình nhiều năm về mọi lĩnh vực để có đủ kiến thức và khả năng quản trị hành chánh. Sau mỗi học kỳ phải qua được các kỳ thi sát hạch nghiêm túc. Sinh viên nào phạm trường quy, nhẹ thì cho lưu ban, nặng thì cho nghỉ học. Có khóa sinh viên bị loại vì kỷ luật lên đến con số 20. 3. Khi tốt nghiệp phải qua được kỳ thi mãn khóa gắt gao. 4. Phải được thụ huấn và tốt nghiệp khóa sĩ quan trung đội trưởng. Không thể như các sĩ quan quân đội đã có quan niệm sai lầm là bất cứ ai cũng có thể cai trị dân được. Ngoài khả năng hành chính ra, còn phải biết thương dân lấy đức công bằng, thanh liêm chính trực làm trọng, thì dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, người gánh vác việc nước cũng đều có được đức trọng quỷ thần theo phò tá. Thời đại quân chủ đã qua rồi, cá nhân người viết cũng không có một chút quyền lực huyền bí gì, chỉ là một kẻ tầm thường, bị các sĩ quan khinh khi, các người gây loạn cũng coi rẻ, đến khi được giao phó thì đã chu toàn được công việc. Một cánh én không làm nên nổi một mùa xuân, nhưng một đóa mai vàng cũng báo hiệu mùa xuân vậy. Thiền sư Thích Mãn Giác đời nhà Lý đã viết: cứ ngỡ xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Tiếc thay, vận nước đã an bài, lịch sử đã sang trang. Những ai thường trăn trở vì quốc gia dân tộc, xin đốt nén hương lòng, cầu xin Hoàng Thiên giống nòi độ trì cho quê hương Việt Nam, sớm có ngày người dân lành được an hưởng cảnh thái bình thịnh trị. Trước khi kết thúc, người viết xin gửi đến quý bạn đọc hai bài thơ. Đạo sĩ, ung dung thế sự dặm hồng, gót trần phiêu bạt bao dung lòng người. Giang sơn một gánh biển đời, hư không thanh thản thảnh thơi vĩnh hằng. Bồ đề Đạt Ma. Đạt Ma vượt biển đông, pháp Phật độ pháp không chuyển Phật pháp, ngộ pháp cát biển đông. Tôn Thất Hùng, đốc sự khóa 12,
Trung úy khóa 1/68, ngày 16 tháng 5 năm 2023. Hồi ký đời phó quận của tác giả Tôn Thất Hùng đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn tác giả Tôn Thất Hùng, cùng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.